Hi, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình đã hoàn thành 6 ngày cách ly an toàn tại Hội An và tiếp tục series hồi hương. Hôm nay mình xin chia sẻ một video tiếp theo là lên phương án dự phòng cho các cái vấn đề có thể xảy ra, ví dụ như là máy bay có thể bị delay, cancel hay là thậm chí bạn không may bị dương tính với COVID. Và đặc biệt một vấn đề cần lưu ý nữa là về vấn đề hành lý. Khi phải di chuyển rất là xa từ nhà lên Tokyo thì gần như là mình toàn ở các tỉnh lẻ và lên trên Tokyo. Vấn đề hành lý thì một cái kinh nghiệm sâu sắc rút ra từ bản thân mình là bạn không nên tiếp tiền. Bạn sẽ gửi thẳng đồ từ khu mình sinh sống lên thẳng sân bay bằng dịch vụ Yamato. Mình hơi tiếc tiền, cứ nghĩ là mình có thể mang vác được chúng, nhưng mà thật sự ngu ngốc, mình đã phải trả giá. Mình di chuyển trên ga Tokyo, các cái ga lớn, mình lôi hai cái vali lớn và một cái túi xách tay. Đổi tàu nó chỉ khoảng độ 2 phút, 3 phút, mình phải di chuyển từ line này sang line khác. Nó rất là vất vả. Và khi đến chỗ test COVID và di chuyển đến nhà nghỉ, nó rất là xa, đi taxi cũng rất là bất tiện. Nên là nếu có thể thì bạn có thể gửi thẳng đồ lên trên đó. Và nó cũng không quá là tốn kém so với việc mình phải bỏ cái sức khỏe của mình ra và một cái bài học đắt giá mình phải trả đâu. Từ những trải nghiệm thực tế của bản thân mình, hy vọng bạn sẽ rút ra được kinh nghiệm, cân nhắc và lựa chọn cho mình một phương án phù hợp nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.